Người vợ cá. Sắp Tết đến nơi rồi mà nhà chẳng còn gì để ăn. Ông thì tuổi đã cao, mình muốn đi làm ăn xa cũng không yên tâm để ông ở nhà một mình. Đành vào rừng đốn ít củi mang ra chợ bán kiếm chút tiền mua thức ăn vậy. Số củi này chắc cũng bán được khá tiền đây, đủ tiền mua đồ ăn rồi. Này anh ba, sao lại ngồi khóc ở đây thế này? Anh bảo đấy à, sáng giờ tôi vào làng bán cá mà ai cũng chê cá bé không mua. Khổ nỗi mùa này không bắt được cá to. Mẹ già thì đang ốm, nhà lại hết tiền mua thuốc, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tội nghiệp anh quá. Hay anh đổi số cá này lấy chỗ củi của tôi rồi mang ra chợ bán mà lấy tiền mua thuốc cho mẹ đi. Nhà tôi đang thiếu đồ ăn, chỗ cá đó ăn cũng được. Ông được thế thì còn gì bằng. Ông cảm ơn anh nhiều lắm. Lan ơi, hãy thả chúng tôi ra, tôi xin anh đấy. Mình có nghe nhầm không? Tiếng nói phát ra từ lũ cá ư? Kỳ lạ thật, bọn chúng biết nói thì có khác gì con người đâu. Coi như hôm nay đen đuổi, đành thả bọn chúng ra vậy. Chuyện là thế ông ạ. Ông không trách cháu chứ? Cháu có tấm lòng nhân hậu thế là tốt, làm việc thiện ắt sẽ được hưởng phúc. Ngày mai cháu sẽ vào rừng kiếm củi tiếp, hy vọng sẽ bán được củi để có tiền mua thức ăn ạ. Tiểu nữ đường xa lỡ bộ, xin hãy cho tiểu nữ ở nhờ một đêm. Vậy cô vào nhà đi. Lâu lắm rồi tiểu nữ mới được hưởng không khí quây quần ấm áp của gia đình thế này. Tiểu nữ vốn mồ côi cha mẹ, lại sống côi cút một mình. Nếu ông và anh không chê, xin cho con được làm dâu nhà này. Được thế thì quả là vinh dự của tôi. Nhưng nhà tôi nghèo lắm, đến cả bữa ăn rau dưa hàng ngày cũng bữa có bữa không, nên không thể lấy cô về làm vợ được. Chuyện đó thì đơn giản, nếu chàng đồng ý lấy em làm vợ thì mọi chuyện em sẽ lo. Ý cô là... Chàng hãy theo em ra cửa đi. Trời ơi, toàn gạo trắng và thịt nướng ngon, sao nàng lại... Chàng còn nhớ những con cá nhỏ được chàng thả xuống sông chứ? Nghĩa là sao? Những con cá đó thì có liên quan gì? Em chính là người của Long Cung, được Long Vương cử đến đây để trả ơn chàng, vì chàng đã tốt bụng tha mạng cho những con cá đó. Cũng chính là người của thủy tộc chúng em, giờ thì chàng yên tâm cưới em làm vợ rồi chứ? Cảm ơn nàng rất nhiều. Từ đó, cô gái về chung sống với Bảo. Ngày ngày, hai vợ chồng chăm chỉ làm việc và rất vui vẻ, hạnh phúc. Tin đồn chẳng mấy chốc đến tai lão điền chủ xấu xa, độc ác. Cái gì? Cái tên khốn rách áo ôm ấy mà cũng lấy được vợ ư? Vị cô nương nào mà dại dột thế? Mau cho gọi hắn đến đây. Tâu Vân ạ. Sao cơ? Ông muốn vợ tôi dệt một mảnh vải mà không ai làm được ư? Chẳng khác nào ông đang làm khó tôi. Người dám ăn nói hỗn hào phải không? Ta là người cai quản đất của cả một vùng này. Nếu vợ ngươi không làm được thì cả nhà ngươi phải dọn ra khỏi đây ngay để trả đất cho ta. Chuyện đó đơn giản thôi, chàng đừng lo. Nàng đã dệt xong rồi sao? Ôi trời ơi, đẹp quá. Nhưng sao lại nhỏ xíu thế này? Chàng xem nhé, rộng ra thêm một sải tay. Wow, tuyệt quá. Đẹp đấy. Ngươi hãy dẫn vợ ngươi đến gặp ta, ta sẽ thưởng cho. Thưa, vâng ạ. Thưa, vợ tôi đây ạ. Điện chủ. À,
Thằng đẹp thật, sao số hắn lại có phúc đến thế cơ chứ? Không được, nàng phải là của ta. Sao? Chân vợ cho ông ư? Đúng vậy, nếu không ngươi phải dâng cho ta 1000 bộ gạo. Nhưng tôi lấy đâu ra 1000 bộ gạo chứ? Vậy thì mang vợ ngươi đến đây. Không được, tôi không thể giao vợ tôi cho ông được. Ngươi không có lựa chọn nào khác đâu. Quân bay đâu? Đến vợ nhà hắn và bắt vợ hắn về đây cho ta. Trời ơi, biết kiếm đâu ra 1000 bộ gạo bây giờ? Hắn lại cho thời hạn có 2 ngày. Trời ơi, tính sao bây giờ? Ông ơi, dù có thế nào con cũng không thể giao vợ con cho tên điền chủ độc ác ấy được. Cùng lắm là chúng con bỏ trốn khỏi đây. Con sẽ cố gắng làm việc để dựng nhà cho ông ở. Nhưng tên điền chủ ấy ghê gớm lắm. Hắn là cháu ruột của quan huyện, dưới trướng không biết bao nhiêu tay sai. Hắn mà biết chúng ta bỏ trốn sẽ giết cả nhà chúng ta mất. Ông và chàng đừng lo, đã có em đây rồi. Ông và chàng hãy theo em ra bờ biển. Ôi trời ơi, cháu dâu của ta thật là tài giỏi, và ta thật là phúc lớn. Cái gì, chỉ vỗ tay 3 cái mà 1000 bộ gạo biến ra ư? Đúng là thần tiên hiển linh rồi. Nếu thế ta càng phải có được nàng. Trời ơi. Được, chàng cứ để em. Lần này lão sẽ hết đòi hỏi luôn. Chàng hãy dẫn lão ra bờ biển đi. Điền chủ, người hãy chuẩn bị nhận món quà của tôi đi. Đảm bảo là vật chưa từng có trên thế gian này. Hả? Trời ơi, quỷ, cứu tôi với. Quỷ. Quá sợ hãi vì bị 2 con quỷ đuổi theo, lão điền chủ tham lam độc ác đã bị trượt chân xuống vực mà chết. Từ đó, 2 vợ chồng anh Bảo sống yên ổn và hạnh phúc với nhau đến suốt đời. Chuyến bay định mệnh. Bộ phim dựa trên truyện có thật về chuyến bay từ Anh đến Tây Ban Nha mang số hiệu 5390 của hãng hàng không British Airways cất cánh từ sân bay Birmingham, nước Anh ngày 26 tháng 5 năm 1990. Thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh trong vài phút tới. Quý khách hãy thắt dây an toàn. Mẹ ơi, bao lâu thì chúng ta đến nơi hả mẹ? Chỉ hơn 2 tiếng thôi, máy bay sẽ hạ cánh xuống Malaga. Lẹ lắm con. Dạ, thích quá à. Cơ trưởng của chúng ta hôm nay là ngài Timothy Lancaster với 21 năm kinh nghiệm bay. Khi máy bay đạt độ cao ổn định, cơ trưởng điều chỉnh cho máy bay về trạng thái tự động lái trước khi rời khỏi chỗ lấy một cốc nước. Kính chắn gió vỡ rồi, Tim, anh người vào bao đi, nhanh lên. Trời ơi, kính chắn gió vỡ đã gây chênh lệch khí áp trong và ngoài máy bay, khiến cơ trưởng bị cuốn ra ngoài. Hiện Tim đang để máy bay ở chế độ lái tự động. Trường hợp nguy cấp này, tôi phải thay anh ấy điều khiển máy bay ngay. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Cứu chúng tôi với. Con sợ lắm, con muốn về nhà với ba, với em Ken. Bình tĩnh nào con trai, đừng sợ mà. Có mẹ đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Phi hành đoàn xin thông báo, máy bay đang gặp sự cố, xin quý khách hết sức bình tĩnh. Cứu chúng tôi với. Làm ơn hãy nói là mọi thứ đang diễn ra chỉ là một cuộc diễn tập thôi. Xin quý khách hãy ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn. Phi hành đoàn chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý sự cố. Nếu không bịt lỗ hở nơi gió đang lọt vào, dưỡng khí cung cấp cho hành khách hít thở nhiều nhất cũng chỉ đủ để duy trì trong 30 phút mà thôi. Cơ trưởng vẫn ở bên ngoài máy bay. Nếu bịt lỗ hở này lại, điều đó đồng nghĩa với việc ta sẽ mất đi một người. Trời ơi, bên ngoài đang rất lạnh, anh ấy không cầm cự được mất. Chúng ta không thể nhẫn tâm buông tay được. Theo quy định của hãng hàng không, khi máy bay gặp sự cố trong không trung, thành viên tổ lái có nghĩa vụ phải hy sinh tất cả để đảm bảo an toàn cho hành khách. Để mất hay cứu cơ trưởng, buộc phải cho hành khách quyết định. Cô hãy ra thông báo với tiếp viên trưởng. Tình hình hiện tại, việc cứu anh Timothy hoàn toàn phụ thuộc vào 84 hành khách. Ra rồi, ra rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
quý khách, sự cố kính chắn gió bất ngờ vỡ khiến cơ trưởng của chúng tôi bị cuốn ra khỏi khoang lái, chỉ kịp ngoắt lại chân vào ghế lái. Phi hành đoàn chúng tôi đang cố giữ anh. Bây giờ việc bỏ mặc để cơ trưởng rơi xuống và đóng kính chắn gió để lấy lại cân bằng khí áp trong máy bay, hay là cứu anh không bích lại lỗ hở có liên quan đến tính mạng của mọi người. Ai đồng ý bỏ lại cơ trưởng xin giơ tay. Nếu số người đồng ý đạt quá một nửa, chúng tôi sẽ để anh ấy rơi xuống. Số hành khách trên máy bay hôm nay là 84 người. Phải hy sinh cơ trưởng để bích ngay chỗ kính chắn gió vỡ. Phải bích chỗ đó lại thì khí áp trong máy bay mới cân bằng được. Không thể vì một người mà làm thiệt hại tính mạng của gần 90 người trên máy bay được. Tôi chọn mạng sống của mình vì người thân đang đợi tôi trở về. 40 41 42 43. Mẹ đừng giơ tay. Nếu mẹ giơ tay, họ sẽ để chú phi công rơi xuống đó. Con yêu ạ, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. 84 hành khách chia đôi là 42. Nếu có 43 người giơ tay thì chú ấy sẽ chết đấy mẹ ạ. Chú ấy chắc chắn cũng sẽ muốn về nhà với ba mẹ, với người thân, giống như con muốn về nhà với bố và em Ken. Mẹ, xin mẹ đừng giơ tay. Con không muốn mất chú ấy. Con nói đúng, chắc chắn là chú ấy muốn được sống để trở về. Đúng như họ nói, cơ trưởng cũng như chúng ta, anh ấy cũng muốn về nhà. Nhưng nếu không để anh ấy rơi xuống, tất cả chúng ta sẽ chết. Đúng vậy, một người vì mọi người mà. Chúng ta không có quyền tước đi sự sống của anh ấy. Khi anh ấy vẫn còn đang tiếp tục cố gắng, tôi cũng không đồng ý giơ tay. Tiếp viên trưởng, cô hãy đếm lại đi, chúng tôi cũng không giơ tay nữa. Chúng ta vẫn còn thời gian, hãy tiếp tục cầu nguyện đi nào. 44, 40, 39. Cảm ơn tất cả mọi người. Thay mặt cơ trưởng, tôi xin gửi lời cảm kích của anh ấy vì tấm lòng nhân hậu của mọi người. Cơ phó Alice cuối cùng đã liên lạc được với trung tâm điều hành bay hơn 20 phút sau khi xảy ra sự cố. Máy bay cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay gần nhất, Southampton. Chúng ta đã thoát rồi. Cơ trưởng vẫn còn sống. Cầu Chúa phù hộ cho anh ấy. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng được là cơ trưởng bị đông cứng bên ngoài máy bay trong suốt hơn 20 phút đã quay trở lại làm việc bình thường 3 tháng sau đó. Một bí mật được tiết lộ sau khi các báo cáo điều tra được viết ra và khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là chuyến bay hôm đó đã vô cùng may mắn khi giữ lại cơ trưởng. Nếu để cơ trưởng rơi xuống, anh sẽ bị cuốn vào động cơ chuyển động ở cánh máy bay. Như vậy, máy bay sẽ bị hỏng và số phận của tất cả những người trên máy bay sẽ thật khó đoán định. Suy nghĩ lương thiện của 84 hành khách trên chuyến bay định mệnh đó đã làm nên một kỳ tích, vừa cứu được cơ trưởng, vừa giúp chính họ thoát bi kịch tồi tệ. Câu chuyện về chip. Chim non, chắc nó đang bị đói. Hay chúng ta mang nó về nhà nuôi đi anh hai. Mẹ ơi, chúng ta sẽ nuôi chim non nhé. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho nó mà mẹ. Mẹ ơi, chúng ta dùng cái hộp này làm nhà cho chim non nhé. Còn cái này làm giường cho chim non ạ. Các con của mẹ thật ngoan và tốt bụng. Chim non đã khỏe hơn nhiều rồi mẹ nhỉ. Mẹ ơi, cái mỏ chim non đáng yêu quá. Chúng ta đặt tên cho nó là Chip nhé. Ừ. Mẹ ơi, chắc đây là ba mẹ của Chip. Chúng ta sẽ phải trả Chip về cho ba mẹ của nó à mẹ. Nhỡ bố mẹ Chip không thể bảo vệ được con mình như lần trước thì sao? Chip vẫn chưa khỏe hẳn. Chúng ta mau đưa Chip vào nhà thôi các con.
Chip giỏi quá. Đã đến lúc phải trả tự do cho Chip để nó bay về phía chân trời bao la, tìm về với thế giới của nó rồi. Nếu đói thì quay về ăn nhé. Trời ơi, mày bị làm sao thế? Chắc nó bị mưa rét quá mẹ nhỉ? Ừ, có lẽ vậy con ạ. Nó quen với sự chăm sóc của mẹ con mình rồi. Bây giờ vào đời, nó không chịu nổi những thử thách. Ôi, Chip, Chip ơi, tỉnh lại đi Chip. Chà, nó trông nhỏ hơn cả Chip ngày trước. Nó không được chở che, bao bọc như Chip, nhưng nó vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Phải rồi, không phải mọi sự ấp ủ, nâng niu, bao bọc đều tốt cho những chú chim non. Chúng cần được lớn lên bằng chính sự trải nghiệm của mình. Các con của mình cũng vậy. Mẹ, mẹ ơi, con chim ấy giống Chip mẹ nhỉ? Nó chỉ giống về hình dáng thôi con ạ. Thực lực của nó khỏe hơn Chip nhiều, bởi nó được trải nghiệm bằng chính thực tế cuộc sống. Tô phở sáng lòng. Nhóc con, mua gì? Em... Lại xin ăn chứ gì? Nhìn mày là đã thấy chẳng có tiền rồi. Thôi, đi đi để người ta còn bán hàng. Mới sáng sớm ngày ra. Em có tiền, nhưng... Vậy à, đâu nào? Tiền đâu? Tiền đâu nào? Cái gì? Mấy nghìn bạc mà đòi ăn phở hả? Anh ơi, anh bán cho em đi. Em sẽ cố gắng trả anh khi em có tiền. Nhiều đây là tiền em đi làm buổi sáng, chỉ được có từng này. Mai em sẽ làm nhiều hơn để lấy tiền trả anh. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ba xem đi, thằng bé này nó có mỗi vài đồng tiền lẻ mà cứ kỳ kèo ăn chịu. Ai lại chịu bắt phở cơ chứ? Miếng ăn vào miệng rồi thì đòi ở đâu ra? Thôi bán cho nó, mai nó trả. Sao lại bán cho nó? Cứ làm đi, trông thằng bé ấy thật thà. May cho cậu là ba anh tốt bụng đấy nhé. Cháu cảm ơn, nhất định cháu sẽ trả. Đây, cháu cầm lấy đi. Cháu gửi ạ. Từng này đủ rồi, suốt ngày thế này thôi. Từ mai cứ từng ngày là mua được. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác. Sao ba lại làm thế? Nó quen thân đi rồi, nó cứ ăn không. Suất đấy còn là suất đặc biệt đấy. Ba nghĩ tô phở đấy thật sự quan trọng với thằng bé. Nhìn nó rất tội. Những ngày sau, kia hai hôm nay không tới, chẳng biết thế nào nhỉ? Chắc là thằng bé không còn cần đến những bát phở đó nữa. Ôi! Ba, ba tôi làm sao thế này? Anh bình tĩnh, ông cụ bị tai nạn. Chúng tôi đã cấp cứu vết thương bên ngoài, nhưng có một vấn đề người nhà nên biết. Vấn đề? Là gì ạ? Bà tôi nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ba anh bị tổn thương mắt nghiêm trọng. Nếu như không có giác mạc thể thai, tôi e rằng ông cụ sẽ khó có thể phục hồi tại thị lực. Nghĩa là sao ạ? Bác sĩ đang nói bà tôi có thể mù sao? Nếu may mắn thì có thể có người hiến giác mạc. Tôi đã liên hệ với bên trung tâm phía trên, mong sẽ có kết quả sớm. Vừa mới có người hiến tặng giác mạc, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép cho ba anh ngay. Thật hả bác sĩ? Thật sự cũng là điều may mắn với nhà anh. Nhưng người cho giác mạc là một người vừa qua đời tại bệnh viện ngày hôm qua. Người nhà đã đồng ý hiến giác mạc. Thật vậy sao bác sĩ? Sau khi ba tôi phẫu thuật xong, tôi có thể gặp họ được không ạ? À? Thank you.
Là em sao? Bác sĩ ở bệnh viện bảo anh đến để gặp người hiến giác mạc cho ba anh. Chẳng nhẽ. Dạ, vậy bác đã khỏe lại chưa ạ? Ba anh tỉnh lại rồi, cuộc phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy tốt quá rồi. Nhưng tại sao em lại biết? Và người hiến mắt cho ba anh chẳng nhẽ là... Dạ, tại khi bác nhập viện, phòng của bác ở cạnh phòng ba em nên em biết. Hơn 2 tháng nay, ba em nằm viện điều trị viêm tụy, nhưng bệnh tình mỗi ngày một nguy kịch hơn. Khi biết tình trạng của bác và biết bác là người đã giúp đỡ ba con em trong suốt thời gian qua, ba em đã quyết định hiến giác mạc cho bác sau khi qua đời. Cho nên... Cảm ơn em vì những điều em đã giúp anh nhìn thấy. Trong cuộc sống luôn luôn có nhân quả. Chúng ta cần gieo những nhân tốt để có thể có những cái cây tốt trong cuộc đời. Sợi tóc bạc. Rồi con ơi, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm nào con. Dạ, con xong rồi đây mẹ ơi. Ngày 6 tháng 3, sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi. Mình biết tặng mẹ kính yêu món quà gì đây chứ. Nào con. Dạ. Con xong rồi ạ, mẹ cũng đi nghỉ đi mẹ ơi. Mẹ còn phải đăng nốt cái áo này cho người ta đã. Con đi ngủ trước đi nha. Con chào mẹ. Con đã đi học về rồi ạ. Nào nào con yêu của mẹ, đặt cặp sách cho cẩn thận nào. Dạ vâng ạ. Lạ nhỉ, mình luôn cất cuốn nhật ký xuống dưới cùng, sao giờ lại ở trên thế này? Chắc mẹ đã mở cuốn nhật ký của mình ra xem đây mà. Mẹ ơi, con đói quá rồi. Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế? Món gì à? Con mà không đi rửa tay thì mẹ cho ăn món nhịn. Dạ, con đi rửa tay ngay đây ạ. Mẹ rất quan tâm đến mình nên mới muốn xem nhật ký của mình để kiểm tra. Nhưng mình thì lại muốn riêng tư. Phải làm sao bây giờ chứ? À, phải rồi. Con học xong rồi mẹ ơi, con đi ngủ đây. Ngày 7 tháng 3, dạo này tóc mẹ bạc thêm nhiều, mẹ vất vả vì con quá phải không? Con yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ giữ một sợi tóc bạc của mẹ để luôn ghi nhớ sự quan tâm của mẹ dành cho con. Thôi chết, chắc mình làm rơi mất sợi tóc bạc trong này rồi. Hôm qua mẹ lại xem nhật ký của con rồi. Làm gì có việc đó, chẳng phải sợi tóc bạc vẫn ở trong đó sao? Mẹ ơi, con có kẹp sợi tóc bạc nào vào nhật ký đâu ạ. Chắc chắn là mẹ đọc rồi đặt sợi tóc bạc vào đấy mà. Đúng là mẹ đã đọc nhật ký của con. Thế mẹ mới biết được con trai mẹ quan tâm đến mẹ nhiều như thế nào chứ. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, con đã tặng mẹ món quà tuyệt vời nhất rồi đấy, con yêu của mẹ à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.